Đường này thì an toàn nha anh em. Quá im luôn, quá mướt luôn anh em ơi. Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã đến kênh Ngữ Bình Vlog. Thì hôm nay có mấy em ở bên Vĩnh Long nha anh em. Vĩnh Long nha. Đó, qua đây 7 chiếc xe hả? 6 chiếc hay 7 chiếc? 6 chiếc anh em ơi. 6 chiếc nha, 6 chiếc mà đi đâu bao nhiêu đứa đã? 1, 2, 3, 4, 8 đứa hả? Quá dữ luôn. Thì có cái em này lâu rồi, cũng khá lâu rồi mới qua đây tiếp nha anh em. Em ở bên Vĩnh Long nè. Mấy đợt trước cũng chạy cáp rồi nó. Ủa đợt bữa nay em chạy gì qua rồi? Cáp luôn. Cáp luôn hả? Lò cản. Lò cản hả? Đây. Quay một vòng thử cho anh em cùng xem nha. Có một chiếc cáp pin nè anh em. Đó. 1, 2, 3, 4, 5 chiếc cáp anh em. Và một chiếc 133 hay nè. Đó, 13 độ của đổ hơi tới xíu nha. Thấy cái hắn là được chỗ này thấy hơi tới rồi đó. Hơi biết rồi gọn anh em. Bây giờ review từ chiếc này lên luôn em ơi. Từ chiếc này lên trên này luôn nha. Chiếc đầu tiên của em nào hả? Của em này nha anh em. Đó. Em này thì đi bánh 5 kg hả? Yuma 5000W anh em. Ba pha gầy nha. Chơi kêu bằng gì à? Dán mã. Dán mã. Yên thì yên, không em không có mũi, em này chơi kiểu chặn chuỗi nha anh em. Đó. Và tiếp theo là thấy mình thấy có một cục ESU. Trời ơi chắc khá là mát đó anh em. Nè. Đây. ESU mà thấy giọng phía đây luôn anh em. APT660 nha. Wow, trong suốt luôn. CB các kiểu nè anh em. CB em đem đi hai cái hả? Dạ, hai cái không bật cái nào được. Em bật là hàng lần hai cái luôn, có tải mạnh. Hả? Bật là hai cái được nha anh em. Hồng pin thì ối sao em mình thấy quấn keo mấy keo lại chi ta? Tại nó cũ quá quấn lại trong á. Mình tưởng quấn cho đựng chày nha anh em. Quá dữ không? Gọt yên yên gọt luôn nè. Phục này thì phục nitron anh em. Nitron có gắn một vài ba con ốc Saraya nè anh em, trên mấy cái đầu nè. Đó đây nè. Đó, em mày xài có cục đôm nữa nha. Cho nó lùng ra anh em, nó lùng nó căng bằng nha. Hồng pin của em bao nhiêu hả? 60 à. 60H. Đó, được buộc lại cực bằng cộng dây màu vàng anh em. Bây giờ mình thấy em nó hay buộc cộng dây thế này nè anh em. Cho hồng pin nó cứng nha, để bên đây hai cổng nè. Ngóc nha luôn. Hồng pin màu đen nha anh em. Đây. Gắn vừa tới yên xe luôn nè. Dàn trên này đi một cái thấy rồi, rất này. Ngã ngang hả? Đây thắng game bộ anh em. Gặp thắng game bộ nha. Em này có chạy rất xương xương nha. Giờ cắn thấy nguyên mà bình thường hả? Thằng kia té. Thằng kia hả? Cho kia mượn hả? Cho bạn mượn. Rồi tới gáo ông bạn rồi. Mới gáo chưa được 2 ngày cho mượn đền 1.8 triệu. Đền 1.8 triệu nữa. Bữa mới gáp cho được 2 ngày đem ra mượn là chạy gứt luôn nha anh em. Thế là tới rồi đó. Coi số ốc xa da các kiểu anh em. Đó. Kìa. Một cây trợ lực ô lình luôn kìa. Trợ lực ô lình nha anh em. Đó. Ngày đầu thì em này sơn màu đen. Có dán vài ba cái tem này nè. Còn dàn chân trước thì đi bánh căm anh em. Bánh căm. Cục phay bánh căm. Heo phanh đô 4 bít nè. Đó. Bát nè. Đi kiển nè. Đó, 4 ốc xe da nha. Bánh căm nè. Đùm găng bánh căm. Ồ, về cắt nè. Điện nhâm đen. Hay sao của em mày đi con heo gì nha nè. Đây. Có một con heo Fender 4 bít nè, bách nhôm. Gấp da cong. Đỡ cũng khá chơi á. Kìa. Đứng đó kìa, hồi lăn hướng cái cỏ đó cái gọi. Rồi. Bánh luôn. Quá im nè. Để cho em test bánh xe thử cho anh em nghe tiếng động cơ chứ thử nha. Kim. Không có bền hả? Phải dịnh mới được. Hay lắm. Rồi với hồi chạy luôn anh em ơi. Qua tới chiếc của em ở đây luôn nè. Chiếc này mình thấy có đi
6 bình lớn này của ai hả? Của em. Đây của em lo cản trọng can nhớ không? Yeah. Em này cũng lâu lâu mới qua đây tiếp anh em. Đó, như nhớ chiếc cuối cùng với cáp màu đỏ đúng không? Cáp màu đỏ bánh căm. Đỏ bánh căm. Rồi. Kìa. Yên không có bắt ốc được. Không có bắt ốc được. Rồi tới giáo luôn. Em mà đi cáp anh em. Này có ECU nè, 150 mới trong suốt hả? Dạ, tại nhiệt nước. Tại nhiệt nước trong trong suốt. Tại nhiệt nước luôn em. Phụ cái kinh boy. Đây. Gấp này là gấp này cho công nha. Heo 4 bít. Phantom 4 bít. Bít nhôm anh em. Chiếc này hai chiếc giống nhau, không gắn dàn mũ sao nghe anh em. Đó, bên này cũng vậy luôn, bên này cũng vậy luôn. Em này đi bánh bánh gì ta? Yuma 5000 W luôn nè. Yeah. Yuma 5000 hồi xưa đúng không ạ? Dạ đúng rồi, đời đầu. Đó, INIS gì nè, IN nè. Ồ, ba pha ghê. Đó dữ luôn. Em này đi 6 bình lớn. Bao nhiêu ạ? 20 24. 20. 20 AH luôn em. Đây. 6 bình nha. Đó, để yên này, để cặp cái điện không che. Không, dễ gì. Kìa. Ê, cái này có nào đề ba cái rất yên lỏng đó không? À, có cái chốt ở sao. Đề ba chiếc yên một cái ha. Tới gáo luôn. Dàn trên của em này thì đi tháng zin hay ta? Tháng zin quá. Tháng zin. Tháng zin em. Em mới đánh nhầm chỗ sáng nè. Đây. Ốc này miếng lông đình màu anh em. Dàn trước thì em này đi zin nha, có lên bộ heo. Heo đĩa. Đó. Ốc xà da nè. Wow. Để cho em này tới thử bánh xe cho anh em nghe tiếng nha. Chiếc này thử như thế nào nha. Bình lớn kìa. Dây điện kìa. Chiếc hưu anh em ơi. 150S với bánh Yuma 5000 nha. Rồi bà tới chiếc bên này luôn anh em ơi. Chiếc cáp cáp trắng nè, của ai nè? Tôi lớn. Như tên bữa giống nội. Đó, của em này nha. Em này thì đi bánh cam. Bánh cam này nhôm anh em, bánh cam này nhôm. Địa kiển, heo zin nha, heo zin rồi đi địa kiển anh em. Ơi sao mãi này gì chi ta? Sáng mới bể đạn ở trước rồi nó cạn. Đạn ở trước bị bể hả? Dạ, mới thay bụng. Quá dữ không? Đùm nhôm anh em. Đừng... niền niền nhôm luôn nha. Ồ phù khả ti các kiểu ra điểu luôn kìa. Em này đi bao nhiêu bình ta? 6 bình. Ủa sao em không đi 7 bình luôn, đi 6? Kìa 7 quá, sạc 7 làm biếng mua sạc 7. Bánh, ủa bánh này là bánh bao nhiêu ký ta? 1.000 1 ca gửi QS phải không? Chính hãng. Ca gửi QS nè em. Đó cốt hay đi tụt to nè. Phụ các kinh boy. Ủa đi IC gì hả? IC 2K chip. 2K chip hả? 2K bluetooth. À 2K bluetooth. Không ai. Để chế độ này là gì? Phụ các kinh boy anh em. Gấp này là gấp gấp nói gì này mà gấp nói. Gấp nói. Gấp gì nói gà nha anh em. Mấy lợn. Hả? Mấy lợn. Bữa. Đó, để của em đi xe về nha. IC nằm dưới đây rồi đúng không? À, ông bỏ ở đây nè em ơi. Đây nè. Ghe này không thấy, ngày thấy được cái khía nè. Kệ xe nằm ngay gỗn gỗn mà trời. Không nội ơi. Gì vậy? Nghe như muốn gớt càng mũ vậy em nội ơi. Tới gáo anh em ơi. Chàng trước của em này thì cũng vinh em ca. Bọc này làm gì vậy cha? Rồi. Tới luôn. Em mày thấy hắn trước rồi nha em. Để cho em mày té tém xe thử cho anh em nghe tiếng chiếc này thử nha. Cài gửi với bánh cài gửi với canh cái cục IC mà hai em canh chỉnh được đúng không? Đúng chỉnh rồi. Tua lên nhanh đúng không? Ê, xe có chừng giữa anh cắm giữa anh em. Coi tua lên nhanh nha. Kìa. Yeah. Coi dữ luôn. Cái kia rồi. À chắc nó nhướng cái chóp trên cái đĩa quá. Đúng rồi. Kiểu điện hay dịch lên con heo á anh em.
đó, quá dữ. Nghe tiếng cũng khá là ok á, mướt á. Đây tới tới cáp cục dây gàng nha em. Tới giáo luôn. Của ai hả? Của dây sư quán. Hả? Dây sư quán. Gì dữ em nội. Đó, em mày đổ xuống xương xương nha anh em. Bạn dây số mà đi được cái 3K14 luôn. Bảo. Bán số thiệt không? Thiệt. Bán ngày sớm bán ngày cái trăm tờ. Thiệt, kêu anh em gặp ủng hộ em này kìa. Em này nè. Em này nè. Nhanh chứ hả? Bán khá là ok á. Đó, em này đi được cái bánh QS 3014 nè anh em, khá dữ á. Nè. Nhưng mà trước em mày lấy dây gàng của mẹ đi chợ nha, bộ cây luôn nha. Ủa, phải đi chợ với cục cục câu gì nữa. Rồi tới gáo luôn. Lấy chuối cột luôn. Rồi luôn. Quá dữ anh em. Sao ông này, ông hàng vậy đó. 1, 2, 3, xài ba cái hộp cái hiểu không nổi. Tới thiệt nè mày. Ôi đi vô tôn luôn kìa. Đi vô tôn 100m luôn anh em. Đó. Có CB luôn nè. Em đi 7 bệnh hay 6 bệnh? Dạ 6. 6 luôn hả? Mấy em đi 6 anh em ơi. Đó 100m nha. Quá yên. Trung bồi cũng khá là ok á. Kìa, kìa. Cái này lụm dây chơi kìa, dữ quá. Em chế gì vậy? Em này chế cây dữ quá, vô hết 8 anh em. Hết 8 vô tao thắng này nha. Đó, có tiệc chưa mới cho anh em lậu heo rồi. Đó. Không hay thắng vẫn xài được bình thường nha anh em. Bóp thắng vẫn ok nha. Ngày trước thì em mới có đi một con heo anh em. Heo 2 bít. Đây nè, Nissin 2 bít nè. Cuộc hạ ti xuyên xương nha. Bên kia em test nó sẽ thử cho anh em nghe tiếng cái này thử như thế nào nha. Chiếc lại nhỏ lên test đi. Phú bé. Đây đã phụ nó anh em. Thì anh giật không nổi kìa. Thì anh giật cái đầu nó bay hết em nổi. Im. Còn khá dữ á. Cái cào cũng cái cùng cơ 90 không ta? Cái 90 á. Không tới. Tám mấy chín chục à? À chứ cũng là tao chắc cái bình yếu thì được cái chín chục. Tới thiệt em ơi. Em mà nhỏ nhỏ chơi xe gắt thiệt. À, như bữa nay thấy hình như có một đội quần ấy thì phải nha. Nè một nè. Một nè. Hai nè, ba nè, bốn nè. Kìa. Kìa. Quần kìa. Ở quần này quần gì, quần tắm biển hay vậy? Đúng rồi, quần đi tắm biển. Đi tắm biển anh em ơi. Đó, một đội đang chuẩn bị đi tắm biển như nào. Quay xong hồi đi tắm biển luôn. Quá đã luôn. Ê sao không hay sao mua quần cho chuối bạn á? Không có, kiếm nữa đi mua không có. Kiếm quần cho chuối không có hả? Tới gáo thiệt. Qua tới chiếc cáp của em đây nha anh em. Coi chiếc này của em nào nha. Chiếc này cũng đi 6 bệnh nè. Có ai hả? Chiếc nào? Chiếc này nè. Chiếc này. Mà nếu gì mới em nói. Chiếc này của em này thì đi mình thấy đi bánh zin này nè, bánh zin nha, bánh zin của Bega luôn nè. Đó. Ôi. Wow, IC kìa. Con thức. Con thức. IC này, IC IC gì vậy? 2K. 2K anh em. Chỗ này là thông thoáng anh em, gió là có thứ tạt đó nha. Ê, lỡ mưa chạy nước nó giật cái nó giải nhiệt cho bo luôn hả? Quá đã luôn em ơi. Đang chạy hồi nặng bánh luôn nha, là xong pin nha. Kìa. Em phụ này chế ra gì ta? À cái này zin anh em ơi, mình tưởng chế ra chứ. Phụ ô lên nè. Đi 6 bình nha, 6 bình mới cái hộp. Nó khá gọn á. Rồi xem có đỏ có hắn không trời. Tính nãy chưa thấy cái hắn luôn mà. Không bộ là bộ Bluetooth hết. Rồi. Cái cổ Bluetooth không nội. Đó, hắn Bluetooth nha anh em. Xe của em này thì khá là tính chuyện á. Kìa, chơi cột bằng gặp đi gàng luôn kìa. Quá dữ luôn. Có bà nội chứ không mẹ đâu. Xe này chở bà nội chở hết sảy luôn. Hết sảy con bà bảy luôn. Bà nội kêu mất hắn ơi, mất hắn rồi nội chứ. Lưỡi bùi chuối con, lưỡi bùi chuối con. Rồi tới giáo. Có em nào đến cho em này test thử xương trên nghe, nghe nghe cái tiếng tù của cái bánh này thử nha. Đi xe này có canh được không ta? Nào, xe này không có canh. Xe không canh, không canh vậy tiếng chắc chắc nó hỏi không nhìn mấy chiếc kia này mày.
Xuyên rồi cãi quá hắn, không có hắn là cãi quá hắn đâu ba. Rồi tắt rồi. Dạ. Xuyên. Còn có hắn xong cái hắn với ông nội. Có chiếc 10 cộng yếu lắm. Rồi tới thì chứ. Đây chiếc 10 cộng đây. 10 cộng yếu lắm, tàn phết. Chào. Mua ba ớt vào hồi nãy mình nghe chứ giờ mũi kêu gắt gắt. Tàn hết rồi. Chào. Ê, đây. Dạ. Trời mát kìa. Oh my god. Trời trời. Tét sườn luôn. Sức không nổi. Tét sườn luôn. Trời trời. Ê chạy vô xe kỹ không hay không ba? Không, không có gì có hay chứ. Không có gì đi cho mấy anh này. Ví dụ đứa chở cản, đứa chở cái bình, đứa chở cái sườn xe được chắc sườn ổn mấy em ơi không sao. Bán về chai dọc đường. Ê chạy là tính toán hết có gì gã bán về chai dọc đường không hả? Đúng rồi. Rồi tới gáo luôn. Quá tới gáo luôn. Kìa. Kiên kìa. Thằng nào mới ngồi anh sao Vĩnh này chắc thiết kế cho lỗ đất luôn á. Em đi xe gì ta? 800-1000. Gì ghét hả? Mấy nhỏ là thằng nào? Thằng nào để ý ghét á. 800-1000 quá anh em. 4 nha. Đó. Ủa dây này gì vậy trời? Chiếc tư rồi. Trời ơi. 6 bình anh em. 6 bình. Góc em này hàng chết rồi anh em không? Đó. Hồi nãy mình thấy em có một cái cộng dây thắng. Dán đâu đây nè, dán đâu đây nè, đó kìa tự chạy gì quá bữa kìa má xe tới gáo rồi tự chạy gì em nội chạy trời ẩu đó kìa ẩu rồi đó ông nội. 6 bình nha anh em. Giờ trước này có độ cái cu sô với cái đèn sơ ếch nè anh em đó. Đèn sơ ếch của ba vấn đề chạy anh em. Đèn sơ ếch của ông Tâm á. Quá đã luôn. Đèn sơ ếch của ông Tâm. Vừa ấy nói. Để cho em test cái xe thử cho anh em tiếng rồi chiếc này nó còn chạy được không nha. Chắc, 10 cộng. Hỏi nãy giờ nó còn hoạt động được không nữa. Mỗi 10 cộng té mẹ. Xe cũng chết rồi. Kìa. Mạnh vậy. Rồi tới gắn rồi. Thì mới ngon á, coi đi. Chỗ này không dành cho các anh em với đồ hậu nha. Chưa qua số nữa chịu. Chịu ba. Chưa qua số. Rồi. Quần quá anh em ơi. Ê, ở chổng đề ra mấy đứa đứng sát vô nha. Từ từ để xuống các bạn quay ha. Để anh khúc tới cái cây đó hắn luôn vô ba đi lưỡi. Okay. Tới giáo á. Rồi. Đó, đắp lớp cây cho bám cái nha anh em. Chưa từ để cho khói nó bay thấy cho nó rõ, để khói mờ. Đó. Ui da cái nửa cắn. Kìa gắt kìa. Ui da, trời cái nửa kìa. Rồi tới gáo nè mà. Rồi tới mấy chiếc kia vô nè. Chiếc nào đâu? Chiếc nào có chạy thử đâu? Mấy chiếc kia mất tiêu dân anh em ơi. Chắc cho chỗ chiếc này mạnh nhất đúng không? Dạ. Chiếc này đi pin nha anh em. Chiếc này với chiếc bình lớn. Ờ chưa chiếc bình lớn chạy thử rồi, test thử rồi. Ui da yeah. Cái gì ba từ từ. Đó. Ê không xích trong đây nè, đợi ra trong cái ngoài đó gần không? Gần mấy đứa không? Đường này thì an toàn nha anh em. Quá im luôn, quá mướt luôn anh em ơi. Mướt gượt luôn. Còn chiếc nào chạy nữa không? Còn chiếc nào muốn chạy nữa không? Chiếc này bị sụp CV. Quá to rồi. Sụp CV hả? Quá im luôn. Để anh vọng anh kết thúc clip nè. Mấy chiếc kia chạy không?
kia chắc không có chiếc nào đề nổi. Kìa. Rồi, xương xương anh em ơi. Quá êm luôn, thấy con khá gắt á. Thấy chiếc pin khá gắt anh em. Chưa để thử không? Để xe hả? Em mày đi cục bo gì vậy? Bo 2000 nha anh em. Thử cho mát. Cho mát đâu? Chiếc này hả? Chiếc này của em bán số phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Vô số quán. Yeah. Từ từ xe nhỏ vô ba. Xe nhỏ em ơi còn chạy đi đó nha. Cũng khá khá. Ồ quá dữ luôn nha. Bữa dính cái cây sáp ba. Đâu? Đâu? Ba cái nhựa. Trời ơi. Rồi tới luôn anh em ơi. Chắc mình xin được tạm dừng kết thúc clip tại đây anh em ơi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của mình nha. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp anh em những video clip sau nha. Giờ mấy em đi về nè. Bệnh có lắm nè. Nào.